ghi nhận tại thành phố Vũng Tàu. Thưa quý vị, sau hơn một tháng diễn ra, cuộc thi Beat Idol do Nhà văn hóa Thanh niên tỉnh tổ chức phối hợp với Ken Studio đã khép lại với vòng chung kết dành cho các thí sinh xuất sắc nhất. Cuộc thi nhằm tạo phong trào ca hát và sân chơi cho các bạn trẻ trong mùa dịch. Cuộc thi Beat Idol do Nhà văn hóa Thanh niên tỉnh phối hợp với Ken Studio tổ chức dành cho các bạn trẻ trong và ngoài tỉnh có độ tuổi từ 15 đến 30 tuổi. Ở vòng sơ khảo, ban tổ chức đã nhận được 48 clip hát trên nền nhạc beat với chủ đề ca ngợi quê hương, đất nước, tình yêu, gia đình. Kết quả có 26 thí sinh được chọn từ vòng sơ khảo tham gia vòng bán kết dự thi clip hát trên beat bằng hình thức online. Dựa vào điểm like và share của các tiết mục trên fanpage, ban tổ chức đã chọn 18 clip xuất sắc nhất vào vòng chung kết. Tại vòng chung kết, các thí sinh thể hiện một tiết mục và ghi hình trực tiếp tại phòng thu. Dựa trên các tiêu chí, giọng hát, bản lĩnh sân khấu và tinh thần bài hát, ban giám khảo đã trao giải nhất cho thí sinh Châu Tuấn Tú ở thành phố Bà Rịa, giải nhì thuộc về thí sinh Dương Thị Cẩm My ở thành phố Vũng Tàu. Hai thí sinh Trần Thanh Vũ và Trần Lê Huy Tú ở thành phố Bà Rịa đồng giải ba.